Trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông O'Brien, cáo buộc Trung Quốc nhắm mục tiêu tới các hệ thống thông tin của chính phủ Mỹ để tiếp cận hồ sơ cá nhân, chiến lược quân sự và những thông tin dữ liệu khác thông qua mạng và các phương tiện khác. Cùng ngày hôm đó, Washington ban bố lệnh trừng phạt đối với 6 quan chức thuộc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc, theo đó hạn chế mọi hoạt động giao dịch liên quan đến Mỹ của những nhân vật này. Ngoại trưởng Mỹ cùng ngày cũng thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với một công ty thép của Trung Quốc và một công ty sản xuất vật liệu xây dựng có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc hợp tác với công ty của Iran, doanh nghiệp hiện đã nằm trong danh sách chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Rồi hôm 14 tháng 1, chính quyền Trump lại bổ sung thêm một số công ty, bao gồm hãng sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi và nhà sản xuất máy bay quốc danh vào danh sách đen các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Có thể nói, trong 4 năm cầm quyền, ông Trump đã theo đuổi chính sách về tiếp cận cứng rắn đối với Trung Quốc trong hàng loạt vấn đề từ thương mại, công nghệ, gián điệp cho đến điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Những động thái cũng như chính sách đã khiến quan hệ song phương giữa Mỹ-Trung Quốc xuống mức thấp nhất kỷ lục trong nhiều thập niên.